Em kính chào cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm. Bên em chuyên cắt dòng gốm sứ Nhật cao cấp. Nếu như mà anh chị xem video mà cảm thấy yêu thích sản phẩm nào thì có thể lên cho em gọi điện thoại trực tiếp hoặc là các bạn Zalo qua số điện thoại 0913 330 469. Điện thoại trực tiếp hoặc là các bạn Zalo qua số điện thoại 0913 330 469. Rồi em lên mã đầu tiên trong video. Em lên một chiếc đĩa cảnh như thế này nha anh chị. Mình có thể làm đĩa cảnh mình trưng như thế này, hoặc là mình có thể là làm một cái khay đựng bình trà cũng được. Rồi, họa tiết này là hoa mẫu đơn nha anh chị. Họa tiết trong lòng là hoa mẫu đơn. Đào, cúc. À, đào này, à, lộn, đào này, cúc này. Bên trong là hoa mẫu đơn. Một chiếc đĩa như thế này, viền là viền sụt, viền là viền vàng nha anh chị. Viền là viền vàng. Họa tiết mình sờ vào thấy cộm nổi luôn nha anh chị. Sờ vào thấy cộm nổi như thế này luôn. Viền là viền vàng. Có 5 loại hoa nha anh chị. Đĩa này là đĩa ngũ hoa này. Đào, cúc, hoa mẫu đơn. Với lại hoa, hai cái hoa gì đây em không có biết. Viền là viền vàng. Đây, họa tiết bên trong đĩa như thế này. Rồi, mặt sau của đĩa có truyện tí đầy đủ luôn nha anh chị. Mặt sau của đĩa có truyện như thế này. Truyện đỏ. Rồi, mặt trước của đĩa viền vàng. Rồi, đường kính của đĩa này là 31.5 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 31.5 và cao là 4. 500k. Rồi, anh chị lên cho em mã M40 giá 500k nha anh chị. M40 giá 500k cho chiếc đĩa này. M40 500k. Rồi em lên mã tiếp theo nha anh chị. Cái này là Pháp. Cái này là thố hai quai nha anh chị. Thố này là thố hai quai. Hàng này là hàng của Pháp, có truyện tí đầy đủ như thế này. Rồi có truyện tí đầy đủ như thế này. Hàng này là hàng của Pháp. Mà mấy cái thố hai quai mà có thuộc dạng mà ánh xà cừ như thế này anh chị rất là hiếm nha. Hàng Pháp mà ánh xà cừ như thế này thì rất là hiếm luôn nha anh chị. Ở đây em có 3 chiếc như thế này. Xài rất là sang mà rất là bền luôn nha anh chị. Xài rất là sang mà rất là bền luôn. Thố này là thố hai quai mini như thế này. Ánh xà cừ rất là đẹp luôn, truyền ký đầy đủ. Em có 3 chiếc như thế này. Rồi, đường kính của thố này là miệng là 13 và cao là 4.5 nha chị. Miệng là 13 và cao là 4.5. Anh chị lên cho em mã M41. Mã M41 giá 200k một chiếc nha anh chị. Hàng này là hàng khác nha anh chị. Nó mắc một chút xíu nhưng mà xài rất là bền và rất là sang luôn. M41 giá 200k một chiếc. Một chiếc như thế này đáng đồng tiền bát gạo lắm chị. Sang mà đẹp nữa. 200k một chiếc M41. Rồi, em lên mã tiếp theo cho anh chị một bộ đũa như thế này. Đũa này là đũa sứ nha anh chị. Đó, đũa này là đũa sứ nha anh chị. Cầm rất là sang tay luôn. Cầm rất là sang tay luôn. Họa tiết của đôi đũa này là họa tiết hoa mẫu đơn nha anh chị. Hoa mẫu đơn. Họa tiết của đũa này là hoa mẫu đơn nha anh chị. Đũa này là đũa sứ nha anh chị. Họa tiết hoa trên như thế này. Cầm rất là sang tay luôn. Em có một bộ 10 đôi như thế này. Một bộ như thế này là 10 đôi. Đũa này là đũa sứ nha anh chị. Một bộ như thế này là 10 đôi. Rồi anh chị lên mã, lên cho em mã 40 ha. M42 giá 240k 10 đôi như thế này nha anh chị. M42 giá 240k 10 đôi đũa sứ như thế này. Họa tiết hoa mẫu đơn. Rồi, em lên cho anh chị một cái mã cực kỳ VIP hàng em mới về, em mới khui luôn nè anh chị. Một cái bình hoa như thế này. Bình hoa màu hồng cực kỳ xinh luôn. Bình hoa màu hồng cực kỳ xinh luôn nha anh chị. Em mới về hàng em khui ra liền luôn.
Rồi, họa tiết của bình này là hoa đắp nổi, từ hoa, từ cánh hoa cho tới lá, cho tới nụ, cho tới cái cành của nó đều là họa tiết đắp nổi luôn nha anh chị. Thiết kế trên này là thiết kế trên cổ bình này là thiết kế lưới nha anh chị. Đó, thiết kế trên cổ bình là thiết kế lưới như thế này. Rồi, mặt sau của bình như thế này nha anh chị. Mặt sau của bình như thế này. Rồi em báo cho anh chị là không có chuyện mà cái này nó làm rất là tinh tế cho mình, nó có bốn miếng đệm như thế này để lúc mình để xuống á anh chị, nó không có bị gọi là dồn lực xuống cái bình. Đó. Rồi, em báo với anh chị là ngay chỗ này nó có một cái vết này. Ngay chỗ này nó có một cái vết là không đáng kể, mình để xuống như thế này thì đó, nguyên một cái bình như thế này không có tiền vết một chút xíu nào hết. Nó ở dưới nó chỉ có một chút xíu với cái đế này thôi, nó không có đáng kể. Đó, họa tiết bình là hoa đắp nổi, cổ là cổ thiết kế lưới nha anh chị. Rồi, đường kính của bình này miệng là 16 và cao là 33 nha anh chị. Đường kính của bình này miệng là 16 và cao là 33. Đường kính bụng của chiếc bình này là 51 nha anh chị. Đường kính bụng của bình này là 51. Rồi anh chị lên cho em mã M43 giá 1.400.000 nha anh chị. M43 giá 1.400.000 cho chiếc bình này. Rồi, em lên cho anh chị một cái bộ như thế này. Bộ này có hộp đầy đủ luôn nha anh chị. Một bộ này gồm một bình trà, hai chiếc ly như thế này, và hai chiếc đĩa sâu lầm như thế này nha anh chị. Hai chiếc đĩa sâu lầm như thế này. Hàng này là hàng có hộp nha anh chị. Hộp này là hộp của hai chiếc đĩa này, hộp này là hộp của bình trà này. Rồi, một bộ như thế này em gồm một bình trà, hai ly và hai đĩa sâu lầm như thế này. Thiết kế màu xanh trắng rất là đẹp luôn. Họa tiết là họa tiết chạm khắc vào trong đĩa luôn nha anh chị. Họa tiết là họa tiết hoa phong lan chạm khắc thẳng vào trong đĩa luôn, như thế này luôn. Hai chiếc đĩa đây, màu xanh trắng rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi, mặt sau của đĩa này có truyện ký đầy đủ như thế này. Mặt sau của đĩa có truyện ký như thế này, em có hai chiếc như thế này, này là đĩa sâu lầm. Rồi, hai ly trà như thế này. Này là cùng một bộ nên là họa tiết nó sẽ hoàn toàn giống nhau luôn nha anh chị, màu xanh trắng, hoa phong lan chạm khắc nổi. Truyện ký đầy đủ mặt sau. Và bình trà của bộ này là lưới inox nha anh chị, lưới inox và có thể tháo rồi dễ dàng vệ sinh nha anh chị. Đây, như thế này. Rồi, mặt sau có truyện ký đầy đủ. Một bộ như thế này, một bình 2 ly và hai đĩa sâu lầm. Đường kính của đĩa là 23 và cao là 4 nha anh chị. Đường kính của đĩa là 23 và cao là 4. Đường kính của ly, miệng ly là 9 và cao là 6.5. Lây miệng là 9 và cao là 6.5. Miệng đường kính miệng bình là 8 và cao là 10 nha anh chị. Và em báo với anh chị là cái bình này mình dùng có thể là từ 500 tới 600ml nước nha anh chị. Từ 500 tới 600ml nước. Một bộ đây, một bình 2 ly và hai đĩa sâu lầm. Anh chị lên cho em mã M44 giá 400k một bộ như thế này nha anh chị. M44 giá 400k một bộ như thế này. Rồi em tiếp tục lên cho anh chị một chiếc tô miên đá như thế này.
Tô này là tô thả hoa nha chị, một chiếc tô miên đá. Tô này là tô thả hoa nha. Miên bên ngoài là miên đá. Đây là mặt sau của tô. Em báo với anh chị, tô này là mặt sau của nó là mộc nha anh chị. Có ba chiếc chân như thế này, có ba cái đế chân như thế này. Không truyện nha anh chị, không có truyện, mặt sau không có truyện. Miên này là miên đá, tô này là tô thả hoa size nhỏ này, mình để trên bàn. Mình để trên bàn làm việc, mình thả một ít cánh hoa lên rất là chiêu luôn nha anh chị. Rồi, đường kính của tô này là 21 và cao là 8 nha anh chị. Đường kính là 21 và cao là 8. Tô này là tô miên đá để thả hoa. Mặt sau không truyện nha anh chị. Rồi anh chị lên cho em mã M45 giá 250k cho chiếc tô này. M45 giá 250k. Rồi em lên mã tiếp theo. Bộ này là bộ rượu nha anh chị. Em có một bình và hai chiếc ly như thế này. Một bình và hai chiếc ly như thế này. Đây là chiếc bình. Vẽ viền vàng từ hoa cho tới miệng nha anh chị. Vẽ viền vàng từ hoa cho tới thân. Đây, họa tiết chạm nổi rất là đẹp luôn. Rồi, có chuyện ký đầy đủ luôn nha anh chị. Mặt sau có chuyện ký đầy đủ. Bộ này em có một bình hai chiếc ly như thế này. Em báo với anh chị là chiếc ly này là nó có bốn cái góc cạnh như thế này chứ không phải là dâm mỹ gì hết nha anh chị. Ly này có bốn cái góc cạnh như thế này chứ không phải là dâm mỹ gì hết nha. Một bình hai chiếc ly như thế này. Rồi, đường kính của bình này cao từ đế cho tới cái quai cầm là 23. Miệng của bình này là 7 nha anh chị. Miệng của bình, em xin lỗi, miệng của bình này là 5. Rồi, vòng bụng của bên này là 36. Đường kính miệng ly là 4.5 và cao là 5 nha anh chị. Đường kính của miệng ly là 4.5 và cao là 5. Bình tính từ đế cho tới quai cầm là 24. Miệng là 5, vòng bụng là 30. Vòng bụng là 32 nha anh chị. Rồi, anh chị lên cho em mã M46 giá 800k cho bộ này, bộ rượu này. Đức Cà Pháp. Có. À. Rồi, anh chị lên cho em mã M46 giá 800k cho bộ rượu này. Một bình hai ly như thế này. Rồi em lên mã tiếp theo cho anh chị. Hai chiếc bình sake size lớn như thế này. Hai chiếc bình sake size lớn như thế này. Bình này là vỉa sơn thủy nha anh chị. Bình này là vỉa bằng tay sơn thủy men lam như thế này. Anh chị bình này anh chị dùng để uống rượu cũng được, mà anh chị cắm một cành hoa, hai cành hoa cũng được. Nói chung làm cái gì cũng đẹp hết, hàng đẹp là làm cái gì nó cũng đẹp hết anh chị. Đây, vỉ sơn thủy như thế này, họa tiết miên lam vỉ sơn thủy. Và tất cả họa tiết trên cái bình này người ta đều vẽ bàn tay nha anh chị. Tất cả họa tiết đều vẽ bàn tay. Và em báo với anh chị là mặt dưới này, mặt dưới của bình không có truyện. Hai chiếc như thế này, mặt dưới của mình không có chuyện, vẽ sơn thủy, tất cả họ tiết đều vẽ bằng tay. Rồi, đường kính miệng của bình này là 3.5 và cao là 19 nha anh chị. Đường kính miệng là 3.5 và cao là 19. Bụng của bình, đường kính bụng của bình này là 26. Rồi, anh chị lên cho em mã M47 giá 200k một chiếc bình như thế này. M47 giá 200k một chiếc bình như thế này. Tất cả họ tiết đều vẽ bằng tay men xanh lam luôn.
em lên một cặp ly như thế này. Rồi em lên một cặp ly phu thê như thế này nha anh chị. Ly này là ly phu thê. Một chiếc cao, một chiếc thấp như vậy, như một đôi vợ chồng thì người ta gọi là ly phu thê đó anh chị. Và ly này họa tiết cũng vỉa bằng tay, có viền vàng luôn. Như thế này nha anh chị. Đây em để gần lại cho anh chị xem rõ cái họa tiết của ly này. Vỉ viền vàng như thế này. Đây là nắp ly. Và em báo với anh chị là mặt sau của ly này có truyền ký đầy đủ nha anh chị. Một chiếc lớn, một chiếc bé, một cặp ly phu thê. Rồi, đường kính của ly bé này là 6, miệng là 6 và cao là 8.5 nha chị. Đường kính của ly bé miệng là 6 và cao là 8.5. Đường kính của chiếc ly lớn hơn, miệng là 6.5 và cao là 9.5 nha anh chị. Rồi, một cặp ly phu thê như thế này, anh chị lên cho em mã. Anh chị lên cho em mã M48. Giá 250k 2 chiếc nha anh chị. M48 giá 250k 2 chiếc ly phu thê như thế này. Rồi em lên một cái mã tiếp theo như thế này. Rồi em lên mã tiếp theo là 4 chiếc ly thủy tinh xanh như thế này nha anh chị. Màu rất là lạ mắt luôn. 4 chiếc như thế này màu rất là lạ mắt luôn nha anh chị. Đây. Màu và kiểu dáng rất là lạ mắt luôn. Màu xanh. Rồi, 4 chiếc ly thủy tinh xanh này. Đường kính của miệng ly là 7 và cao là 10 nha anh chị. Đường kính của miệng ly là 7 và cao là 10. 4 chiếc ly thủy tinh xanh này anh lên, anh chị lên cho em mã M49. Mã M49 100k 2 chiếc như thế này. 4 chiếc 200k. 100k 2 chiếc. 4 chiếc 200k. Mã M49 nha anh chị. Thì cứ 100k 2 chiếc, 4 chiếc 200. Không lên gọt 4 chiếc 200. Kệ ta. Kệ ta. Sẵn số 2 à. Đi tao đứng có gì kệ ta. Rồi em lên mẹ tiếp theo là 2 chiếc đĩa size nhỏ sâu lầm như thế này nha anh chị. Đĩa này như tâm nhớ mà bán lên sao ta. 17k. Rồi, đĩa này là đĩa size, đĩa này là đĩa size mini sâu lầm nha anh chị đó. Nó sâu lầm như thế này. Viền là viền sô cô la, họ tiết là hoa men xanh lam như thế này nha anh chị. Họ tiết là hoa men xanh lam như thế này. Viền sô cô la và em báo với anh chị là mặt sau của đĩa không có truyền ký. Mặt sau của đĩa không có truyền ký như thế này. Rồi. Rồi. Anh chị nhìn hoa văn của nó này. Men xanh lam nha anh chị. Hoa văn là vỉa bằng men xanh lam. Rồi anh chị lên cho em mã M58.
M58 giá 100k 2 chiếc như thế này nha anh chị. M58 giá 100k 2 chiếc như thế này. Rồi, em lên cái tô, em lên mã tiếp theo nha chị. 72 2 chiếc 70k một chiếc. Rồi, em lên một cái mã tiếp theo như thế này nha anh chị. Mã này là mã tô phụng nha anh chị. Này, cái chiếc này nó bị lai rồi. Chiếc này bị lai rồi. Bán một ba chiếc đi, cái chiếc này bị lai rồi. À, còn 200. Rồi, em lên một chiếc một cái mã tô phụng như thế này nha anh chị, mà em báo với anh chị là rồi. Em báo với anh chị là ba cái tô này có hai chiếc như thế này là giống nhau. Cũng là tô phụng nhưng mà họa tiết nó khác anh chị. Họa tiết này là họa tiết con phụng trong lòng. Con phượng hoàng trong lòng như thế này. Và một chiếc là họa tiết như thế này, là hoa văn phụng như thế này đó. Hai chiếc này hoa văn giống nhau, và một chiếc này cũng là tô phụng nhưng mà hoa văn nó lại nằm trên như thế này. Rồi em báo với anh chị ba chiếc tô này mặt sau không có truyện ký nha anh chị. Em báo với anh chị ba chiếc tô này mặt sau không có truyền ký. À, em xin lỗi anh chị, chiếc tô này, chiếc tô hoa văn này mặt sau có truyền ký như thế này. Hai chiếc này mặt sau không có truyền ký. Một chiếc như thế này mặt sau có truyền ký. Rồi, đường kính của tô này là 20, đường kính của tô này là 20 nha anh chị, và cao là 7. Đường kính của tô này là 20 và cao là 7. Rồi, anh chị lên cho em mã M51 giá 200k 3 chiếc như thế này. M51 giá 200k 3 chiếc tô như thế này nha anh chị. Tô này là tô phượng. Rồi, em lên một cái mã bình hoa tiếp theo, siêu VIP luôn. Rồi, em lên một cái mã bình hoa siêu VIP luôn nha anh chị. Họa tiết là hoa đắp nổi. Họa tiết là hoa đắp nổi như thế này, rất là cao luôn. Họa tiết là hoa đắp nổi từ hoa lá cho tới, nói chung là họa tiết hoa đắp nổi, vẽ viền vàng xung quanh như thế này. Đế cũng vẽ viền vàng, hai bên quai cũng vẽ viền vàng, nói chung là siêu sang luôn, sang xịn mịn. Rồi, để em quay một vòng cho anh chị xem cái bình này. Mặt sau nó như thế này nha anh chị. Mặt sau nó như thế này. Còn đây là mặt trước của mình. Rồi, miệng bình này là 14 nha anh chị. Miệng bình này là 14 và cao là 39 nha anh chị. Miệng bình này là 14 và cao là 39. Em để xác lại cho anh chị coi cái hoa nổi của nó này, cực kỳ đẹp luôn. Và em báo với anh chị là mặt dưới này không có truyện nha anh chị. Mặt dưới không có truyện và người ta rất là tinh tế, người ta làm cho mình bốn cái tấm đệm, bốn cái chân này, để lúc mà mình để xuống bàn nó không có bị dồn trọng lực xuống cái bình nha anh chị. Rồi, anh chị lên cho em mã M52 giá 1.500.000 cái bình này. M52 giá 1.500.000 cho cái bình này nha anh chị. Rồi, em lên mã tiếp theo cái ly này anh chị. Ly này là ly men tiêu như thế này, chấm chấm như thế này. Ly này là ly men tiêu, có mặt người như anh chị. Mặt này là mặt sumo này. Bên Nhật họ gọi những người này là sumo này anh chị. Men này là men tiêu. Và có chữ thư pháp như thế này. Có hai chữ thư pháp như thế này. Đây là bên trong ly.
Và em báo với anh chị là ly này mặt sau không truyện nha anh chị, mặt sau không truyện. Đường kính của miệng ly này là 8 và cao là 11 nha anh chị. Đường kính của miệng ly này là 8 và cao là 11. Anh chị lên cho em mã M53 giá 70k. M53 giá 70k cho chiếc ly này. Cô rồi em lên mã tiếp theo, một chiếc đĩa ong như thế này anh chị, một chiếc đĩa ong như thế này nha anh chị. Đây họa tiết bên trong lòng của nó là vỉa phong cảnh nè anh chị, nhà cửa cây cối, họa tiết bên trong lòng là vỉa phong cảnh. Đĩa này là đĩa size, đĩa sau lòng size nhỏ nha anh chị. Đĩa này là đĩa sau lòng size nhỏ, họ tiếp bên trong như thế này. Nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Nhìn. Rồi, mặt sau có truyện ký đầy đủ như thế này nha anh chị. Đĩa này là đĩa Âu nha anh chị. Mặt sau có truyện ký đầy đủ như thế này. Họ tiếp bên trong lòng. Đĩa này là đĩa sau lòng size nhỏ. Rồi, đường kính của đĩa này là 19 và cao là 4 nha anh chị. Đường kính của đĩa này là 9 và cao là 14. Anh chị lên cho em mã M54 giá 140k nha anh chị. M54 giá 140k. Rồi em lên một cái mã tiếp theo như này. Đây anh chị, cô, cái này là cô Tân Y. Cái này là cô Tân Y đúng không? Rồi 5 chiếc 170. Rồi em lên cho anh chị 5 chiếc ly rượu cô Tân Y như thế này nha anh chị. 5 chiếc ly rượu cô Tân Y như thế này. Họ tiết hoa cúc nha anh chị. 5 chiếc ly rượu cô Tân Y họ tiết men cúc như thế này. À cư, cư Tân Y. Không phải là cư Tân Y. À thì cư Tân Y. Rồi, ly này là ly cư Tân Y nha anh chị. Họa tiết hoa cúc và hai chiếc quạt như thế này, vỉa vàng luôn. Rồi, em có 5 chiếc như thế này. Cái đĩa này là em để 5 cái ly cho nó không phải là một bộ nó nha anh chị. Rồi 5 chiếc như thế này. Đường kính của ly này miệng là 5 và cao cũng là 5 luôn nha anh chị. Miệng là 5 và cao là 5 luôn. Họ tiếp như thế này. Rồi anh chị lên cho em mã M55 giá 150k cho 5 chiếc ly như thế này nha anh chị. Ly cư tên đi họ tiết vỉa hoa cúc. M55 giá 150k cho bộ cho 5 chiếc ly cư tên đi như thế này nha anh chị. 5 ai lấy cô còn mới tiếp theo nha chị. Rồi em lên mã tiếp theo nha chị. Chiến này là chất liệu bằng mica nha chị. Chiến này là chất liệu bằng mica. Mica chứ không phải là nhựa nha chị, nên là mình ăn đồ nấm đồ không có sợ lo độc hại đồ này kia. Cái bộ này như vậy. Bốn chiếc này như
Rồi em có 2, 4, 6, 8 chiếc chén mica như thế này nha anh chị. Chất liệu này là chất liệu mica chứ không phải nhựa, nên là mình ăn nóng không có sợ độc hại đồ này kia nha anh chị. Đây, chén mica bên mặt sau có truyện ký đầy đủ như thế này. Mặt sau có truyện ký đầy đủ như thế này nha anh chị. Hình cái hồ lô. Chén này là chất liệu bằng mica, mình cầm khi mà mình đột bỏ đồ nấm vô mình cầm nó cũng không có bị nấm tay mình nha anh chị. Rồi, đường kính của cái tô này là 13.5 và cao là 7 nha anh chị. Đường kính của tô này là 13.5 và cao là 7. Anh chị lên cho em mã M56 giá 15k một chiếc như thế này. M56 giá 15k một chiếc như thế này nha anh chị. Em có 8 chiếc. Rồi, em xin kính chào cô chú anh chị. Em dừng video.